tin Vatican sắp có xe môi trần dành cho Đức Thánh Cha, hoàn toàn sử dụng điện và không dùng sản phẩm động vật. Hồi cuối tuần qua, báo chí Ý đưa tin về một chiếc xe môi trần dành cho Đức Thánh Cha khi di chuyển giữa dân chúng, thường được gọi là Papa Mobile, hoàn toàn sử dụng điện, đang được sản xuất tại thành phố Graz, nước Áo. Chiếc xe được công ty Fisker có trụ sở tại California sản xuất sẽ dựa trên mẫu xe chạy bằng điện SUV Ocean với nội thất của xe sẽ được làm từ vật liệu tái chế. Một tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được lắp đặt ở môi xe. Ông Henry Fischer, giám đốc điều hành công ty, đã được Đức Thánh Cha mời trình bày mô hình. Ông cho biết phiên bản đặc biệt của chiếc xe môi trường đầu tiên hoàn toàn chạy bằng điện sẽ chuyển đến Vatican vào cuối năm 2022. Chiếc xe sẽ được chế tạo bằng nhiều vật liệu bền và có giá chưa đến 40.000 euro. Chiếc xe điện được gắn nhãn hiệu xanh, được cho là hoàn toàn chay, nghĩa là không có da động vật, nhựa được sử dụng từ nhựa tái chế từ các đại dương. Do đó, đúng tên gọi là xanh của nó. Phạm vi hoạt động của xe là 500 km. Hồi mùa thu năm ngoái, các giám mục Nhật Bản đã tặng đức thánh cha một chiếc xe chạy bằng khí hydro. Tuy nhiên vì đại dịch cho đến nay chiếc xe Toyota Mirai này hầu như không được sử dụng. Trong khi đó, nếu được sử dụng cho các chuyến tông du của Đức Thánh Cha thì khó có thể đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho xe chạy bằng khí hydro.